nửa tiếng tiếp sau cô bị tai biến não. Rồi trước khi mua ông lại đây nhấc bỏ anh ngồi trên giường á, ông lại đây cho tôi lấy hơi chút coi. Rồi mang team xin chào quý vị khán giả, thì là nói đầu tiên cho team chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 4 nha cả nhà. Thì hai anh em con có nhận được một ca từ bệnh viện gia đình về quận 12. Thì ca này là do phòng công tác xã hội của bệnh viện gia đình nhờ bên hội thiện nguyện BDS để chuyển bệnh về. Thì nếu là phòng công tác xã hội đã xác nhận thì hoàn cảnh thế này thật sự là khó khăn nha cả nhà. Thì khó khăn như thế nào và bệnh tình ra sao thì Man Team xin mời quý vị giả cùng đồng hành với Man Team và Hồ đến với hoàn cảnh để tìm hiểu câu chuyện thật sự như thế nào. Thì giờ Man Team và Hồ đang trên đường đi nha cả nhà. Thì bệnh nhân thì khoảng tầm 3 giờ 4 mấy gần 4 giờ sẽ xuất viện. Thì giờ bên hoạt động tác xã hội cũng đã liên hệ với Man Team kêu xe qua từ từ rồi. Thì giờ Man Team sẽ lên đường để đến bệnh viện gia đình để rước bệnh rồi đưa về bên quận 12 nha cả nhà. Rồi cùng lên đường với Man Team nha cả nhà. Bệnh viện gia đình nha cả nhà. Thì đèn xanh đỏ trước thì quẹo phải một cái là sẽ gặp bệnh viện gia đình ở bên tay trái nha cả nhà. Thì hai anh em con cũng đã liên hệ với phòng công tác xã hội rồi, thì bên phòng công tác xã hội sẽ chuyển bệnh xuống cho hai anh em con. Thì giờ mình qua đó đậu đợi một tí nha cả nhà. Thì Man Team xin mời cả nhà mình cùng đi đón bệnh với hai anh em con nha. Thì để coi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình này như thế nào, bệnh tình ra sao nghe cả nhà. Rồi giờ bệnh đã xuống rồi, giờ anh em con sẽ vô cứu bệnh nghe cả nhà.
tâm sự sao thì cái nhà thì em sẽ đưa cho ông bà về tới nhà ở quận 12. Thì không biết là nhà hay là nhà trọ thì mình cũng có hỏi nữa, thì để tới giờ tối thì hỏi sao cái nhà thì đang trên đường đi, đang trên đường đi hay cái nhà gì. Thì hiện tại thì Mang Tim đang trên đường Phan Đăng Lưu để về bên quận 12. Tim mời cả nhà mình cùng đồng hành với Mang Tim và Hồ đi đến hoàn cảnh này để tìm hiểu xem như thế nào nghe mọi người. Rồi Mang Tim xin chào quý diễn giả. Thì là đối đầu tiên thì cho con hỏi thăm sức khỏe của bà như thế nào và hoàn cảnh gia đình mình ra sao, thì con có thể xin phép gia đình có hỏi được không ạ? Được anh. Dạ, thì cho con hỏi ông tên gì ạ? Tên Hùng. Chú họ là Vũ Thế Hùng. Dạ. Ông năm nay nhiêu tuổi em? Sinh năm 1954. Dạ. Vậy ông có thể là chia sẻ cái căn bệnh của bà như thế nào cho mọi người biết không ạ? Thì chú á, mỗi ngày á, thì tới cái tháng này là tháng mùa thuốc lào. Dạ. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng là chú dậy chú đi làm thuốc lào. Dạ. Tới 6 giờ chiều chú về. Dạ. 5 giờ về dạ. Tới nhà là 6 giờ. Dạ. Thường mấy ngày nửa tháng trước á là chú vẫn là nấu cơm nấu nước để cho bà ăn. Tới trưa bà ăn, chiều về chú nấu cái mới. Đó. Rồi chú đi làm thuốc lào, ngày được 200 mấy đó, 250. Từ 5 giờ, từ 6 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu mà làm nữa, còn nếu mà làm nửa ngày thì được 135.000 với một bữa cơm. Dạ. Đó là riêng chú. Dạ. Nhưng mà hồi xưa bà không có bị gãy chân á. Dạ. Thì hai vợ chồng đi. Dạ. Mà bây giờ bà bị gãy chân rồi bà ở nhà. Dạ. Ở nhà ra đây bà ngồi bà chơi. Và hàng xóm người ta qua lại, người ta cũng cho cái bánh, cái kẹo, cái nước,
Dạ. Nó hàng xóm đây cũng dễ thương lắm. Dạ. Rồi, nhưng mà một hôm cách đây khoảng 2 tuần, chú về chú nói ông Hùng ơi, tôi thấy cơm giờ tôi cũng ngán quá, ăn cái gì tôi cũng ngán hết, sao không biết bà ngán cơm mà không, bà thích ăn gì, thích ăn đất hay sao, giỡn giỡn bây giờ chồng giỡn đùa. Yeah. Ông nói chuyện giỡn rồi, cái rồi thôi thế qua này, mai nó để anh ra mua cho em tô phở. Yeah. Mua cho bà, tưởng đâu ngày bà thèm ăn phở, ăn là mua về bà ăn được mấy miếng đó. Không ăn. Nói trời ơi, tô phở 45.000 chứ đâu phải rẻ đâu em. À, em yeah. Mua về em không ăn, bỏ uổng. Không vô. À, anh ăn đi, trời, anh mới ăn cơm giờ ăn phở sao? Ép cái bà ăn được. 4-5 uổng vậy hả? Tối tối bà hỏi ra. Tối hỏi ra. Hỏi mà không phải hỏi một cái ào. Yeah. Chút ỏi ra cộng bún. Dạ. Cộng phở đó. Chút ỏi ra cục thịt. Dạ. Chút ỏi ra miếng gan. Anh, chú thấy kỳ quá. Nên thôi mai để tao chở mày đi khám bệnh đưa coi. Đây, bà thấy vậy? Ừ. Thế bạn ơi, nếu ông chở tôi đi khám bệnh á, thì cho tôi tới thăm mấy đứa em. Gặp tôi nói là cuối. Đi khám bệnh mà nói chuyện gì ghê vậy? Không, cái này chú thật tình chú nói á. Dạ dạ. Cái chị quán cà phê nè, nó nói để tôi kêu rap cho. Chị kêu rap chở về nhà em bà. Thì chở về em bà đóng cửa đi rồi. Cái bạn ngồi trước chờ nói thôi vậy tôi chở bà lên viện khám bệnh luôn. Ừ, hai vợ chồng đi lên viện khám. Đi lên viện vừa rồi giáp á hả? Dạ. Chú lên chú giấy tờ chú ở Gò Vấp mà. Dạ. Chú lên chuyến Gò Vấp chú khám. Lên Gò Vấp khám thì vô phòng cấp cứu nằm đo thấy áp huyết trong xuôi rồi làm thủ tục đo đường huyết đo ấy rồi cho bạn nhập viện. Lên trên cái khoa cái là khoa gì tim mạch hỏi gì đó. Dạ. Đủ nghe nói ra là chú rụng rời rồi đủ thứ bệnh hết, nào là tiểu đường, nào là tim, nào là cái gì vành cái gì vành tim á, chú nói rành rồi não rồi tai biến nữa. Em không biết thì trong này cô bà đâu 10 chứng bệnh trong mình thì sao chú biết? Đâu có biết. À, nhiễm trùng phổi, viêm phổi nặng nè, nhồi máu phổi rồi bà không có ho. À, không có ho, suy tim. Suy tim thì cái đó thì chú không rành. Nhưng mà nó nghĩa ở nhà thì không sao, cũng bình thường phải. Bà còn dạ. Lết, bà đi không được. À, đi không được. Bà lết từ ở trong nhà, bà lết ra đây ngồi trước đó. Dạ. Bà nói chuyện với hàng xóm. Dạ. Người này cho, người kia cho. Đó. Rồi cái khám xong lên vô bệnh viện và ấy rồi nào là kêu đóng tiền viện phí thì chú làm thuốc lào còn mấy triệu mà 3-4 triệu đóng hết 2 triệu xong cái đi khám gì. Ủa cái bóp đây rõ đây đâu rồi cái đi thử máu. Chú mới hỏi sao thử máu mà ở bệnh viện mà phải tốn tiền là sao? Làm sinh bây giờ nếu chú đóng tiền thì tụi con thử máu, còn không đóng tiền thôi. Nó hỏi bao nhiêu? 600.000. Thì vậy vợ mình phải không tiền, phải ráng lo chạy mình đóng 600.000. Ngày sáng và sáng sau vô bồn máu để máu. À, lấy máu sáng xưa đó anh ơi, nó lấy máu em nước nhiều rồi không sao em mệt quá à, đó thôi nằm nghỉ đi. Tới trưa cái thấy chú buồn nè, chú không có ăn cơm nè à, ông đi mua cái gì ăn cơm đi để
mà có sức khỏe mà lo, sức khỏe mà lo cho tôi. Chứ giờ ông không ăn làm sao mà có sức khỏe lo cho tôi. Mà thôi trước khi mua ông lại đây, ông phải nằm trên giường á, ông lại đây cho tôi lấy hơi một chút coi. Mà thôi trước khi mua ông lại đây, phải nằm trên giường á, ông lại đây cho tôi lấy hơi một chút coi. Ngồi kia này hỏi, bây giờ bà muốn ăn, bà muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho bà ăn. Nói thôi ra mua bánh canh đi, mà ở bệnh viện làm gì nó có bánh canh giò, mà mua bánh canh thịt nạc á, bà đút cho được, bà được muỗng rồi thôi bà không ăn, không ăn còn nhiều chú ăn, có 30 ngàn chứ đâu có rẻ, chú ăn xong xuôi rồi cái đó giờ bà làm sao, bà không ăn rồi tôi ấy cháo cho bà ăn nha, không giờ ấy sữa đi, tôi cho tôi lon sữa Milo uống, rồi sao mà uống hộp Milo uống xong rồi chú cũng ăn rồi uống nước, hồi nói chuyện 5-3 câu cái 12 giờ mấy rồi, 12:10, 12:20 để bà nằm bà nghỉ. Bà ngủ trong tôi thì cứ nghĩ rằng là đâu có gì đâu, mình cũng nằm nghỉ ngơi đàng hoàng. Cái 1 giờ mấy chú dậy, tôi thấy bà nằm ngủ ngon quá, chú không kêu, chú để bà ngủ. Cái 2 giờ chú lại, chú dòm bên bên mắt, cướp cướp mắt. Mỗi bữa bánh vậy là bà bật dậy, mà bữa nay bánh vậy thì sao? Thấy bà chớp chớp mắt rồi các bạn, con mắt bà đó dòm qua dòm lại, chú mới quản hồn chú anh biết thôi, làm gì ngủ mê mà chạy dậy đi. Em mở mắt ra đưa 2 mắt mà không nói, chú mới quản hồn chú mới kêu bác sĩ y tá nó vô thì nó tám không nói gì hết. Nó đề nghị là bây giờ hỏi gia đình có tiền không, nếu không có tiền thì giờ để nó chuyển lên bệnh viện 175, nó ở cũng được. Rồi lên mà lúc đó thì bà chưa có triệu chứng gì mà tai biến, ngồi kiểu như bà 2 mắt mở ra mà không thấy đường, mà cũng không có ranh đợi như xưa nữa. Mình thấy ngạc nhiên quá mới kêu bác sĩ, mà bác sĩ giờ làm cái gì nói vậy, thôi mình chịu thua rồi. Nên giờ chỉ nhờ mấy anh mấy chú giúp đỡ thôi. Bác sĩ coi giúp đỡ coi, một là chị như thế nào, hai nữa là nơi nào ấy thì ấy. Không biết nó đã tới 5:00 mấy 6:00 mới nói rằng là 175 đầy người rồi không ấy. Chuyển lên gia đình, chứ nói chuyển đâu cũng được hết, đâu cũng là chị mình hết. Rồi cuối cùng chuyển lên gia đình. Lên gia đình thì xong xuôi một ngày, nằm đằng trước chỗ, con vô trong trước chỗ phòng cấp cứu á, thì không sao. Chuyển vô trong khu tim mạch á, thì chú thấy bà ngạc nhiên, chú ngạc nhiên quá, thấy bà của hai cái phần nửa phần người bên này thì bà còn hoạt động, mà nửa phần người bên này không hoạt động. Chú nói chứ không lẽ tai biến như mình, hồi đó chú cũng bị tai biến, chú bị chết nửa người đó. Chú lại bà giơ tay này lên coi, thì bác sĩ có đó mà, bà giơ tay giơ chân này lên coi, giơ chân lên được, bà giơ tay bên này coi không giơ được, chân bên này ơi không được, rồi nói chắc này bị tai biến rồi. Thế ông mấy cô bác sĩ với mấy em thực tập ở bệnh viện đó, nó lại khám rồi cho thuốc uống,
qua ngày mai thì cũng không có gì hết, tình trạng nó vậy. Khoảng 7 giờ 10 mấy bác sĩ mới đi khám thì bà ra khoảng 7 giờ rưỡi mới khám, thì bà cũng nằm vậy nè, thở vậy, nhưng mà tại bên này cứ thọt qua bên này là rỡ mấy cái dây mà truyền nước biển đó con. Dạ. Anh này kiểu đã thọt qua biển mà rỡ, chú cột lại không cho. Thế cứ gồm bà nó không, bà mệt thì bà nằm yên đi để cho bác sĩ khám, bà nghe sao. Bà nằm yên cho khám xong ra rồi xong cái không ai, bà cầm tay bà gãi một bên à, bà gãi. Nó hỏi sao vậy, nóng hả? Nóng không phải như ở nhà phải mở quạt hay sao này, ở nhà là mở quạt 24/24. Cái bà nhìn xuống người bà đổ mồ hôi hai bên á, nhưng cũng đổ mồ hôi như tắm á, mới giật mình mới kêu bác sĩ ngay chỗ trước phòng hồi sức, chạy qua coi khám xong đẩy vô phòng hồi sức luôn. Đó. Rồi ra thì nửa tiếng sau bác sĩ ra nói cô bị tai biến gì cả não á, thì nửa tiếng sau bác sĩ ra nói cô bị tai biến não á, xuất huyết não. Đó. Là bây giờ điều kiện gia đình không có, bây giờ uống như thế nào? Dạ. Chúng nó nói bây giờ nếu mà bác sĩ cảm thấy mà có thể mà cứu được thì dù nhiều thì không có, chứ ít thì có thể mượn người này người kia mà lo cho ả. Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói là cũng kém người lắm. Xong bác sĩ cấp kia tôi chỉ gì chứ giờ mình đâu có đủ sức để làm. Dạ có là chú, thì coi như là con thấy cô trong này khoảng từ 9 đến 10 căn bệnh trong mình, thì giờ cô như thế thì coi như là giờ giúp con một mảng được khỏi bị đau đớn nữa. Do những cái căn bệnh hành cô, thể xác cô, bà thì ông thì cũng phải cố gắng lên. Bà nằm như vậy rồi thì bà cũng không muốn ông phải ngã nữa đâu, bà phải cố gắng lên, cũng như khỏe ai còn dở dẫn. Thì con biết bà, bà nói hồi xưa tôi giận ông bao nhiêu nhưng mà bây giờ tôi càng thương ông bấy nhiêu. Dạ. Giờ ông có chửi tôi bao nhiêu tôi cũng thương ông bấy nhiêu. Dạ. Ông bà nói một câu nhiều khi mình biết đi làm gì mà đó cũng thấy khỏe lắm người. Dặn ông mà tôi không có ăn uống gì được hết. Tôi nhớ có hơi ông tôi. À, ông như hồi nãy con thấy không? Ở trên xe, bà làm như bà cảm xúc được á. Thấy chưa? Bà cảm xúc được bà dãy dụa bà làm. Thôi giờ nè, con nói như thế này ha. Giờ cũng đưa bà về tới nhà rồi. Cho con hỏi nhà này là nhà của ai hay là sao? Nhà này á. Đó nguyên nhân như thế này đó, cái địa chỉ của chú con nhớ không? Dạ. Hồi đó là chú bán cái nhà ở dưới Phú Nhuận á. Dạ. Ở dưới Phú Nhuận á, chú bán nhà Phú Nhuận chia cho anh em một mớ rồi mới mua cái nhà trên đường đất. Dạ. Cái số 2. Dạ dạ con thấy rồi đó. Mua đó chú ở cũng được gần mười mấy năm đó, thì nhỏ em gái Út nè. Dạ. Nó làm ăn thấy nó đều ổn, nó tuổi trẻ nó có chí làm ăn. Dạ. Cho nó làm ăn. Dạ. Nó làm ăn
mà cuối cùng nó thất bại. Dạ. Thất bại nó bán cái nhà ở Gò Vấp đi, nó chia cho đứa nào có gia đình rồi chia cho một đứa ít, còn thấy chưa có gia đình. Dạ. Mua cái nhà này cho nó. Dạ. Rồi, rồi hiện tại là con hiểu không? Dạ. Như bán nhà Gò Vấp đó, chú cũng được vài chục triệu. Dạ. Có ngày cũng vài chục triệu, mỗi vài chục triệu. Còn nhiều việc mua cái nhà này cho này nó ở. Dạ. Chưa có gia đình. Em ruột không? À? Dạ. Thì giờ con nói chung là giờ ông cũng không có nhà. Đây là nhà của nhà người của em út. Em kéo. Thì giờ, ông về đây để ta giúp đỡ thôi. Dạ. Thì thôi do cuộc sống mưu sinh. Làm ăn thì để. Con không biết nói gì sao hơn, thất bại có thành công thì cũng cố gắng lên, chú thì cũng vì em út để bán hết tài sản để lo. Bây giờ tới tuổi về già rồi thì có em lo thì cũng tốt rồi. Thì giờ con cũng nói như thế này, thì giờ bà cũng rất là thương ông, hồi nãy con cũng thấy ngồi trên xe rồi, thì tình cảm của ông với bà thì thật sự rất là quý. Thì giờ bà về đây rồi thì ông cố gắng ông ngồi kế bên bà những cái giây phút cuối cùng để tâm sự với bà những buồn vui lúc đó, lúc nào mà bà giận ông hay như thế nào đó thì giờ kể lại cho bà nghe, biết đâu bà vui thì bà ra đi thanh thản hơn. Tại vì con không biết nói sao hơn, cái tình cảm của ông bà giờ hiếm lắm, hiếm có ai được như thế lắm. Nhưng nên ông bà cố gắng đi. Mấy chị em làm thuốc lào chung đó. Dạ. Điện thoại hỏi thăm này nọ, em cháu giám ấy cũng thấy thương, cũng thấy tội. Dạ. Thì thôi con cũng cảm ơn ông. Dạ. Chia sẻ cái câu chuyện của gia đình. Thì ra hoàn cảnh gia đình của. Dạ. Chú là thì sự thật là như vậy, con người của chú ăn sao nói vậy chú. Dạ. Thì con. Dạ. Cũng thay mặt sư phụ con thì gửi lời thăm sức khỏe ông với bà, mong ông. Nhưng mà cái này là kêu là cái đội gì? Dạ, hội thiện nguyện BDS của chú Tấm Sang. Dạ. Thì cho chú gửi lời cảm ơn chú Tấm Sang. Dạ. Cũng như anh em trong hội. Dạ. Luôn luôn gặt nhiều thành quả. Dạ. Dồi dào sức khỏe. Dạ. Em tại hạnh phúc cho mọi người. Dạ dạ. Thì chú Tấm Sang á thì cũng không có tiền nhiều đâu. Thì chú ông cũng đi bán từng chai cao sô bóp á, để có thêm những đồng tiền lời và dẫn hành 6 chiếc xe cứu thương để giúp đỡ bà con nghèo. Thì có bao nhiêu thì chú Tám giúp bấy nhiêu thôi, trong khả năng của chú Tám, nên chú đừng có ngại. Thì thôi chú cũng cố gắng ha, lo cho bà những cái giây phút cuối để lo chú toàn hơn, để cho bà cũng được vui và ra đi. À. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cho chú gửi lời những lời chân tình của chú như vậy. Dạ. Tới chú Tấm Sang cũng như trong anh em. Dạ. Được dồi dào sức khỏe. Dạ. Làm việc thiện được nhiều hơn. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Chú thành thật. Dạ. Và cố gắng lên coi chú. Dạ. Dạ. Thì kính thưa quý vị. Dạ cháu. Rồi, kính thưa quý vị thì nãy giờ quý vị cũng có nghe cái câu chuyện của gia đình ông với bà rồi. Thì hoàn cảnh ông với bà thì đơn chiếc, hình như cho con hỏi là gia đình mình có con có cái gì không? Có, chú có đứa con gái. Dạ. Riêng. Dạ. Bà có thằng trai riêng. À, rồi anh chị đâu? Đứa con trai bà thì đang ở ngoài kêu lại gì cầu kho. Dạ. Cư xá cầu kho đó. Dạ. Đó thì đang giữ xe cho cư xá ngoài đó, nó không thể bỏ đi được. Dạ. Còn con gái thì nó bán trôi ở đường gì hả? Chợ Phú Chính. Rồi anh chị có nghe tin của bà đó không? Mẹ nó điện thoại cô nó la đó, nó kêu gọi rồi có về không? Về không là chắc nó về. Dạ. Qua tối hôm qua nó còn lên thăm bà mà. Dạ. Rồi thôi vậy cũng được, vậy cũng mừng cho cô rồi, thì cũng an ngủ được phần nào cho cô cho bà. Đó, hôm nay nó nói đó, những chuyện gì giữa con với bà xí xóa hết á. Con nghe hả?
nó điện thoại cô nó la mày đang bốn mày đang bận hết thôi thì bắt là hết mà thì có còn, cái gì còn ngay ở trên xe là chị ruột của bả. Dạ chị ruột của bả đang điện thì mình thấy thôi thì thôi cho chú cũng có nhiều dịch sức khỏe ha. Rồi, rồi chú cảm ơn nghe thì con cũng xin phép được con về làm miếng nước giải dạ. Khát rồi dạ dạ được khát. Dạ được rồi chú tụi con cái miếng nước cho nó vui vẻ. Dạ dạ thôi tụi con cũng xin phép là tụi con về để công việc ở hội còn nhiều nữa. Dạ ha rồi chú cũng ở lại chú lo đi. Chú thấy hình như có cái chú nào chạy trước xe mình phải không? Dạ hồi nãy là có cũng có một anh đó trẻ đi đường rồi ảnh thấy kẹt xe quá đường thì buổi chiều thì kẹt xe công nhân ra rồi hả mọi người tan ca ra thì ảnh cũng dẫn đường cho xe cứu thương của mang tim đi một đoạn cái lúc kẹt xe á cả nhà thì cũng cảm ơn cái anh chạy chiếc mô tô cũng dẫn đường cho anh em tụi anh, em qua cái khúc kẹt xe. Cảm ơn anh rất là nhiều thì thôi thì con cũng xin phép là gia đình con về ha. Dạ rồi mang tim xin chào cả nhà. Thì cả nhà cũng đã nghe hết tất cả các câu chuyện của gia đình của ông rồi. Ông kể rất là chi tiết thì mang tim cũng không có gì để nói thêm. Nhưng mà thật sự tình cảm của ông đối với bà và bà đối với ông thật sự là rất là quý cả nhà. Tới tuổi này rồi, 60 trên 60 rồi mà hai ông bà vẫn còn dành tình cảm cho nhau rất là thấm thiết. Nghe ông nói bà cho bà lấy hơi hay là những câu nói chơi giữa ông và bà thấy thật là hạnh phúc với giới trẻ của mình bây giờ. Thật sự mong rằng tình cảm ông với bà ngày càng nó thấm thiết hơn thì trong những cái thời gian còn lại, tại vì bà thì cũng không còn nhiều thời gian để yêu thương đối với ông nữa thì cũng không biết nói gì hơn, nó thật sự chia buồn cùng gia đình thôi. Thì tại vì gia đình không có biết là bà phải thở oxy như thế, nếu không có oxy thì bà sẽ mất, thì gia đình chưa có chuẩn bị gì hết luôn. Thì mang tim thấy vậy thôi, gia đình còn chờ một người con gì đó, một con gái về để nhìn mặt bà. Và bà cũng còn tỉnh táo nữa cả nhà, cũng còn nghe mình nói gì thì bà cũng hiểu và cũng có cảm xúc. Nên mang tim quyết định là để lại một cái bình oxy nhỏ, tại vì trên xe mang tim chỉ có một cái bình oxy nhỏ thôi, sẽ để lại cho bà cầm cự chừng một tiếng gì đó. Chắc bình đó cầm cự nếu mà thở như hiện tại của bà thở thì chắc cũng cần có một tiếng đổ lại để cho con cháu về, cho đứa con gái về để nhìn mặt bà. Thì thôi thì cũng không biết nói gì hơn nữa, chia buồn với gia đình rất là nhiều thôi. Thì Hồ, em có gì để nói không? Thì Hồ chào bà con cô bác. Thì nhìn chung thì Hồ thì thấy nhất ông cũng là lao động mọi người. Ông cũng đi làm bên cái gì gọi là thuốc lào. Dạ. Thấy hoàn cảnh ông bà cũng khó khăn, nhưng mà khó khăn bù lại đó ông được cái niềm vui từ gọi là tình yêu từ bà, thì cũng mong rằng là gia đình cũng sẽ sớm vượt qua khó khăn này. Họ cũng không biết nói gì hơn á, cũng mong là cho ông là nguôi ngoai bớt buồn, đỡ buồn lại. Thì mọi người cũng đã thấy lúc mà ông chia sẻ, ông cố gắng niềm kìm lại cái cảm xúc của mình, nước mắt của mình lại. Có những lúc mà ông kìm không được nữa, ông muốn tuôn ra thật nhiều, nhưng mà ông cố gắng là ông nhìn bà, ông cố nén lại hết tất cả những gì để lo chu toàn cho bà. Thì lúc trước thì cũng có nhà có cửa, nhưng mà vì thương em, thương Út để lo cho em là do làm ăn phát tài, nên ông giờ hiện tại giờ chỉ ở đậu nhà một người em Út thôi. Tài sản thì đã bán hết để lo cho em Út rồi, vì làm ăn thua lỗ.
thì cũng đó là quá khứ thôi cả nhà. Hiện tại thì ông với bà thì mới ngã bệnh xuống chừng hai tuần thôi và đã chuyển qua sốt huyết não rồi, cứu không được nữa. Bác sĩ nói nếu mà có tiền thì sẽ điều trị nó có phương hướng đỡ hơn, nhưng mà do gia đình không có điều kiện, không có tiền, ông đi làm một tháng vậy có nãy nói là đi chữa bệnh cho ba được có còn có mấy triệu trong túi thôi, 3 triệu, nhưng mà đóng tiền này tiền kia hết rồi cũng cạn kiệt luôn. Thì thôi, thì trước mắt thì mọi người cầu bình an cho bà nghe cả nhà. Thì thôi, thì clip cũng đã dài rồi nên mang tim xin chào và hẹn gặp lại quý vị giả trong những cái video tiếp theo. Nếu mà cả nhà mình yêu quý anh em tụi con thì hãy cho anh em tụi con một like, một chia sẻ và một cái đăng ký để anh em tụi con có thêm động lực để giúp đỡ bà con nghèo nhiều hơn nghe cả nhà. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị giả trong những video tiếp theo. Bye bye.